Đúng là miếng đất hướng Tây này không có trồng trọt được gì hết. Cả rẫy mì mà chỉ được cái dài cũ. Phen này về, tao với mày bị anh chị bính cho nhịn đói là cái chắc. Chứ còn gì nữa, giao cho chú miếng đất cả năm trời nay, chú trồng tỉa sao mà không thấy thu hoạch gì hết trơn trọi. Sao chú làm biến nhớt thay vậy? Nhưng mà em đã trồng đủ thứ rồi, không có giống nào chịu được đất ở đó hết. Chú nói sao khó nghe quá à. Miếng đất này là của cha mẹ để lại. Chắc chú cho rằng cha mẹ mình ngu mới bỏ tiền ra mua miếng đất chết đó về làm của. Chị nói vậy tội cho em lắm. Thôi, giờ tôi nói chú nghe vậy. Miếng đất đó chú đã trồng rồi. Chú cứ việc trồng. Chú trồng mì chú ăn mì. Chú trồng sắn chú ăn sắn. Hay chú không trồng gì hết thì chú đói chú đáng chú chịu. Mà chú đói chú đi vất da vất dưỡng rồi chú sợ bà con kêu rêu á, thì chú cái việc mạnh dạn về nhà này. Mà tôi chỉ cho ngủ thôi à nghe, chứ tôi không cho ăn đâu. Chú lớn rồi, vợ chồng tôi đâu có dư giả tiền bạc đâu mà nuôi chú suốt đời. Nhưng mà em đã làm hết cách rồi. Chú nói vậy là chú tới bỏ luôn miếng đất này hả? Dạ không, ý em muốn nói là mình nên dồn sức vào miếng đất hướng đông là hay nhất. Thôi 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 thôi, tôi nói chú nghe, cái miếng đất hướng đông á nó tốt lắm rồi. Vợ chồng tôi trồng thứ gì nó cũng lên hết trơn hết trọi á. Chú xí vô chi nữa cho nó mệt. Nè, đã tính như ông á thì phải tính cho rốt ráo. Chứ tính lưng chừng vậy tính làm gì? Bà nói vậy là sao? Bây giờ á, chú Đinh cũng lớn rồi, chẳng lẽ để chú ở căn nhà này hoài cho tới chết luôn hả? Bà nói vậy là sao? Thì ra miếng đất chết đó xây nhà mà ở. Bà nói vậy là ý gì? Là chia gia tài ra rồi mạnh ai nấy ở. Nói năng lôi thôi hoài mệt quá à. À, thì chia gia tài. Để tôi nói cho. Bây giờ tôi nói chú nghe vậy. Con chim thì nó có tổ, mà con người phải có nhà. Như tôi nè, tôi là con chim, mà là con chim trống. Chị dâu của chú là chim mái. Rồi đây nó sẽ có những con chim con. Mà có chim con rồi á, khẩu phần ăn nó tăng lên, cho nên trách nhiệm của tôi nó nặng nề lắm. Cho nên tôi tính là thôi tôi lãnh phần đất hướng đông, chú ra phần đất hướng tây á, ra ngoài rồi xây tổ đi. Còn cái nhà này á thì nhà này để tôi nói. Bà nói đi. Còn cái căn nhà này đó là chị với anh chú á đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức tiền bạc để sửa chữa, cho nên á anh chị phải có trách nhiệm ở đây để giữ gìn chăm sóc. Với lại còn nhang khói cha mẹ. Rồi một năm như vậy là dỗ quải tới 4 năm đám lận. Trách nhiệm nặng nề lắm. Nói chú nghe, nặng nề lắm. Nặng thiếu điểm muốn gãy đôi vai của tôi luôn nè. Nhưng mà vì làm anh, phải gánh vác cho em út. Dạ thôi được rồi, quyền huynh thế phụ, anh chị tính sao em nghe vậy. Em chỉ xin anh chị một thứ thôi. Xin gì? Cái nhà này không có gì đâu cho chú xin hết ra cái trội á. Chú muốn xin cái tủ này hả? Không có được. Cái tủ này chị dâu của chú làm lụng cực khổ mới mua được á. Dạ không, em chỉ xin chú là chú muốn xin cái củi này hả? Cái củi này cũng không có được. Cái củi này á là thằng em rể của chị dâu chú nó biêu. Dạ em xin. Cái bàn này hả? Cái bàn này á là của xui nhạc gia tu biếu, cho nên cho không có được. Hả? Hả? Trời ơi, đừng nói xin đôi guốc này luôn nha. Đôi guốc này không cho được nha. Đôi guốc này á là của bà cả Ly.
bà là chị dâu của thằng em rể con bà thím dâu tôi tặng á. Em biết, em chỉ xin là em đã lượm con vàng về nuôi từ nhỏ, đi đâu làm cái gì cũng có nó bên cạnh. Em chỉ xin anh chị cho. Cái gì? Xin con vàng hả? Không được, không được. Nó phải ở đây để giữ nhà giữ cửa. Chú thấy không? Đồ đạc trong căn nhà này nè, không có nó là không được. Không được, không được đâu. Thôi bà ơi, con chó bà làm gì dữ vậy? Chú quách nó đi cho rồi, nó sủa rân trời tối mai ngủ được. Tụi nó không được là không được. Không được đem bất cứ thứ gì đi hết. Ngay cả đôi đũa cũng không được đem. Trời nó đi. Cái tru riết ra chịu nổi. Tụi nói không được nghe chưa? Thì thôi, cho thằng thôi. Kệ, để lại nhà đi. Nhiều khi nghe nó tru còn đỡ hơn nghe. Nghe ai? Nghe chó hàng xóm nó tru. À, ông. Nè, ăn đi con. Dạ. Ông ơi, ông ăn chưa? Ông ăn rồi. Nè, còn nhiều lắm. Khỏi lo cho ông. Bữa nay, ông xin được nhiều quá ha. Gặp được người tử tế thì ông cháu mình cũng no đủ trọn một ngày. Thôi, ông nằm nghỉ chút xíu. Ngày nay con đã uống đủ thuốc chưa? Dạ còn một cữ nữa. Nhớ sắc thuốc uống cho đều thì mới mau hết bệnh, nghe chưa? Dạ, ông yên tâm đi. Con cũng muốn khỏe thiệt lẹ để đi xin ăn với ông cho vui. Mày dám tới đây? Mày nhớ tao lắm phải không? Tao cũng nhớ mày lắm. Nhưng anh chị tao nói có lý đó. Mày ở với tao có mà chết đói. Thôi, đi về bển giữ nhà đi, rồi có cơm ăn nha. Đi đi. Thank you.
Trời đất ơi, sao chú lại làm cái chuyện tồi bại như vậy hả? Dạ, anh chị hiểu lầm rồi. Em đâu có làm gì đâu. Chú nói vậy là sao? Ý chú nói là chú không có ăn cắp con vàng đem về đây hả? Dạ đúng rồi, em đâu có ăn cắp đâu. Thôi được, nếu mà chú nói chú không bắt á, là tự ý con vàng nó tới nó tìm chú. Lỗi là lỗi ở con vàng. Tôi phải vô tôi quýnh con vàng trận về cái tội phản chủ của nó. Em xin chị, xin chị đừng đánh con vàng. Lỗi là của em hết nè. Thú thật là hồi tối này em lén tới nhà anh chị, em dụ dỗ ép con vàng về đây. Tại em nhớ nó quá. Nhưng mà chỉ bữa nay thôi à, ngày mai em trả cho anh chị. Anh chị đừng đánh nó tội nghiệp. Trời đất ơi, gì vậy? Bà nghe nó nói câu thiệt cạn tình cạn nghĩa. Tôi là anh nó mà nó không nhớ, nó đi nhớ con chó. Ông im đi. Bây giờ có lỗi phải làm sao? Dạ, em xin lỗi anh chị. Xin lỗi đơn giản vậy thôi hả? Vậy chứ anh chị muốn gì? Chú muốn gì? Chú nói trước đi. Dạ, anh chị muốn sao em cũng chịu hết. Nè, cái này là chính miệng nó nói à nghe, không phải tôi ép à. Dạ, anh chị muốn sao cũng được, miễn là đừng đánh con vàng là được rồi. Vậy, có lỗi á thì phải bắt đền, vậy thôi. Đền? Ừ. Chị nói giỡn. Nhà em có gì đâu đền. Nhà nó có gì đâu mà đền bà ơi. Sao? Làm sao? Có cả một sào đất mà chú vừa mới được chia gia tài, vậy mà chú nói chú không có gì hết. Sao mà cười đáng hậu quá bời. Ý chị nói là miếng đất này hả? Bộ mà tính. Tính cái gì? Có lỗi thì phải phạt. Nội trong ngày mai chú phải dọn đi chỗ khác. Đưa cái sào đất này lại cho tôi. Thôi, bộ mà tính lấy miếng đất chết này hả? Ừ. Có trọng tỉ được gì đâu. Bộ mà tính lấy miếng đất này xây mã cho dòng họ bà hả? Tôi giả vô mặt ông bây giờ á. Sao lại không? Không làm được gì thì bán. Bán không được giá thì bán rẻ, bán thúi cũng có người mua. Mà trồng trọt không được thì làm nhà để ở, làm sân phơi thóc, đào ao, nuôi cá, làm chuồng, nuôi heo. Ê, sao cái mặt ông ngu dữ hả? Ha. Tôi nghe bà diễn giải tôi thấy miếng đất này có giá trị liền á. Nè, chị chú nói đúng á nghe. Giờ tôi nói chú nghe vậy. Cái tội của chú á, ăn cắp con vàng đem về đây mà đền lại miếng đất này á, tôi thấy cũng chưa đủ. Bây giờ á, chú phải đưa lại miếng đất này cho anh chị. Đó là một. Còn nếu không á, chú phải ở đây chứng kiến cái cảnh tôi với chị chú tra tấn con chó này tới chết. Chọn cái đi. Anh chị quyết vậy á thì em xin đền sau đất này vậy. Anh chị đừng có đánh con vàng. Tốt. Như vậy là chú biết điều đó. Dạ. Nội trong ngày mai á, tôi tới đây mà thấy chú còn ở đây á là tôi quýnh con vàng một trận nghe chưa? Dạ dạ. Ba chấp nhận mà. Vô bắt con vàng đem về. Đây. Ở với tao có đồ của cặp không chịu. Vàng vàng chó. Chó vàng vàng. Yeah. Ông ơi, ông sao vậy? Ông có sao không? Ông ơi, lão đôi quá, lại đang mang bệnh nặng, chắc là lão chết mất. Tội nghiệp ông quá. Con cháu ông đâu? Nhà cửa ông ở đâu? Lão chỉ có một thân một mình, không nơi nương tựa, phải đi ăn xin để sống qua ngày. Giờ bệnh tật vậy, chắc là lão sống không nổi. Thôi được rồi, ông vô nhà con nghỉ đi. Con ở chỉ có mình à, ông đừng có ngại. Cũng may là hôm nay con có cơm dành đủ cho hai người. Ông vô đó ăn, rồi tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc là khỏe liền à. Đi ông. Khoan đã,
Nhưng mà lão nói trước, lão không có gì để đền ơn cậu đâu nghe. Ông vui tánh ghê. Con chỉ cần ông khỏe là con mừng rồi. Ở đó mà ơn với nghĩa cái gì. Đi không? Vậy được. Cơm ngon quá. Dạ. Bữa này cho lão luôn nghe. Ăn hết một tô rồi mà ông chưa no nữa hả? Trời ơi, lão tuy già nhưng mà được cái ăn mạnh lắm. Nhiều đây nhầm nhò gì? Nhưng mà ông thôi được rồi, hiểu mà, không muốn cho ăn thì thôi. Dạ không, ông hiểu lầm con rồi. Con chỉ sợ là ông đang bệnh, lại nhịn đói nhiều ngày, ăn nhiều quá dễ nguy hiểm tới tính mạng. Sắp tới nơi rồi mà còn ở đó sợ nguy hiểm, bây giờ có cho hay không? Hay là ông nghỉ chút đi rồi ăn tiếp. Cho hay không nói. Dạ cho. Ông cứ tự nhiên. Lộn xộn quá. Chuyện ăn uống của người ta làm mất ngon hết trơn. Nhà còn gì ăn được không cậu? Trời ơi, ông ăn nhiêu đó mà cũng chưa no nữa hả? Nhà con đâu còn gì ăn đâu. Ủa, vậy cậu nhịn đói hả? Dạ, không, con ăn rồi. Hay là giờ ông đi tắm đi. Tắm? Dạ. Tắm đã gì? Là tắm đó. Là tắm đó. Nào giờ tao có biết tắm là gì đâu. Hèn gì nhìn ông. Bộ cậu chị ta dơ hả? Dạ không, con nói là vì ông không tắm nên ông mới bệnh vậy đó. Tắm cái nó hết bệnh? Dạ, từ từ sẽ hết. Thiệt vậy hả? Dạ. Vụ này hay vậy nghe. Đâu dắt đi tắm thử cái coi nó ra làm sao. Dạ. Khoan, ông chờ chút. Ông đang bệnh, tắm nước lạnh không được, để con nấu nước nóng cho ông tắm nghe. Ôi trời ơi, cái này lô thôi quá. Cậu muốn làm gì cậu làm đi, ta đi ngủ. Dạ. Ủa, ông không ngủ nữa sao? Giờ thì ta thức rồi. Vậy con nấu nước cho ông tắm. Nè. Dạ. Nhiều đó làm sao đủ cho ta tắm. Nhưng con chỉ có ấm đất này thôi. Khỏi cái ấm đó, thì kiếm cái lu thiệt là bự nấu cho ta tắm. Nguyên cái lu. Bỏ nhiều củi vô. Dạ. Nước lạnh tanh như vậy tắm vô chỉ có nước bị bệnh nặng hơn chứ. Hết bệnh cái nỗi gì? Bỏ nhiều củi vô hay là cậu tiếc của? Dạ, con đốt nhiều lắm rồi ông ơi. Nhiều sao không thấy nó nào? Dạ con đâu có biết đâu. Dạ lại nước sôi vậy là hết rồi, làm sao nóng hơn được nữa. Chàng thiệt. Thôi, lão không có tắm nữa. Đã nói là không chịu tắm rồi mà có bắt tắm cho bằng được à? Có sướng cái gì đâu. Dơ bẩn này mà không mặc thì mặc cái gì? Cũng tại cậu hết á. Khi không lại ép lão tắm chi vậy hả? Dạ ông mặc quần áo của con đi, con mới giặt hôm kia còn sạch lắm.
dù sao cũng đỡ hơn mùi của lão. Dạ. À, vậy thì cậu mặc cái gì? Dạ, con mặc quần áo của ông. Có được không đó? Dạ được. Cậu không có sợ hôi hả? Dạ. Dạ. Đâu có hôi lắm đâu. Vậy là cậu còn ở dơ hơn ta nữa. Dạ. Ông có sao không? Ông à, hả? Cái chân của ta cái chân đau. Bỏ chân ta ra. Ông sao rồi? Hả? Ủa, ông kiếm gì vậy? Ta mặc tiểu. Qua đây. Chi gì ông? Cổng ta ra ngoài đi tiểu. Sao ông không tự đi? Ta có thói quen. Hễ ngủ đâu á là tiểu chỗ đó. Mà nếu cậu không chịu á thì ta tiểu đại đây vậy. Ê, khoan. Còn có chỗ này để ngủ à. Để cổng ông đi nha. Dạ. Ông khỏe chưa? Ta có bệnh hoạn gì đâu mà khỏe với mệt. Ông nói vậy nghĩa là sao? Rồi cậu sẽ biết. Nè. Dạ. Sao không chịu tháo dỡ nhà cửa? Ủa? Sao không biết chuyện này? Chuyện gì mà lão không biết? Đáng lẽ là con phải dọn đi từ sớm. Nhưng tại con thấy ông ngủ sai quá. Nè, bộ đồ của lão có hồi hám lắm không? Hửi riết rồi quen, cũng không hôi lắm. Nè, sáng dạ. nay chỉ có uống nước khang thôi chứ không được ăn hả? Thú thật với ông, nhà con không còn gì á. Thôi, lão hỏi vậy thôi, chứ lão biết hết rồi. Nè. Dạ. Bây giờ cậu chạy vô trong nhà, mang ra đây một cái chậu và một cái chai. Ra đây. Chi gì ông? Ta biểu thì đi. Đi, lộn xộn hoài. Nhanh dạ. lên. Dạ đây, thưa ông. Ê, ông ơi, ông đau. Ông làm gì vậy? Không sao. Nè, cậu cầm cái chai này, đứng lên. Tao bảo đứng lên mà. Dạ. Bây giờ cậu đánh lão. Muốn đánh chỗ nào cũng được. Đánh cho tới khi nào lão khóc thì thôi. Đánh. Cầm cái chai này. Đánh ông khóc. Ông giỡn vui quá à. Đánh. Đánh ông hả? Đánh. À vào khoan khoan. Lão sợ nhìn thấy cái cảnh này lắm. Rồi chưa? Chuẩn bị ngang. Đánh. Con không dám đâu. Gì kìa? Cậu này lôi thôi quá. Thôi, tránh ra đi. Ông đừng có giỡn nữa. Tránh ra. Ông giỡn dai quá à. Cậu không đánh
lão tự đánh. Ông ơi, chỉ có điều hơi rung chút xíu thôi. Ông ơi, ông đừng có giỡn nữa mà. Ông ơi, ông đừng có giỡn nữa. Ông ơi, ông ơi, bơi người ta cứu người, bơi người ta cứu người. Ông ơi, sao lại như vậy? Ông đi rồi hả? Trời, ông ơi, ông đừng có làm như vậy mà. Ông ơi, trời, ông ơi, ông đi rồi hả? Trời. Lâu ngày khóc một trận qua đã. Nè cậu, cái này tôi trả ơn cho cậu đó. Hôm nay trời nắng trong phát trái bừng bừng à. Trái tốt thấy thường. Nhau kẹo với nhau rồi, tại sao chú còn ở đây? Cho nên vợ chồng tôi mới tới đây giúp chú giải quyết vấn đề này cho lẹ nè. Thương tình giữa anh em ruột thịt, vợ chồng tôi muốn tính con đốt đâu. Còn bây giờ hả, chú ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Chú nghe chị chú nói gì không? Dạ em nghe. Nghe sao còn đứng đây? Dạ em đi liền. Cái thứ gì mà đầy lỡ mà nhanh lên. Giống gì thế này? Nhưng trước khi đi, em xin anh chị nhận giùm em chút quà bọn này để tỏ lòng biết ơn công anh chị đã đốt nhà giùm em. Dạ. Chú lấy vàng ở đâu vậy? Muốn mặn mài cho. Đừng có bị cái chuyện nghe chưa? Chú đào được trên miếng đất thì phải không? Em nói thiệt mà, chuyện là vậy nè. Thiệt là khổ quá. Tưởng đâu được nghỉ một bữa cho nó khỏe. Ai dè. Thôi, coi như mình bố thí gói cơm đó cho người ta vậy. Ông tức giận chi cho mệt. Ông đâu có tức. Ông tức là vì không bắt được cái kẻ ăn cắp cơm đó thôi. Vậy ông muốn tìm kẻ đó để làm gì? Thì để nện cho nó một trận chứ còn để làm cái gì nữa. Vậy mà ông nói là ông không có tức. Chắc là họ đói quá nên họ làm liều đó mà. Ông ơi, ông tha cho họ đi. Thì ông nói bậy bạ vậy nghe cho nó vui vậy thôi chứ thiệt ra ông tức chỉ bằng cái chuyện còn còn đó. Thôi, ông đi xin đây. Ông ơi, ông khoan đã ông. Gì nữa? Ông ơi, ông cho con đi xin ăn với ông được không ông? Con thấy trong người khỏe lắm rồi. Con còn đang bệnh, phải tịnh dưỡng 10 bữa nữa. Ông, cho con đi đi mà ông. Đi ông. Nè. Ông nói không là không. Đưa đây. Ông. Ở nhà nhớ sắc thuốc uống cho đều. Nghe rõ chưa? Ông. Đi. Mệt quá, tôi đi hết nổi rồi. Mệt cũng phải đi. Đi tới chừng nào tìm được ổng thì thôi. Nhưng biết ổng ở đâu mà tìm? Trời ơi, không biết mới tìm, chứ biết rồi tới khiêng ổng về. Đi lòng vòng biết ở đâu mà kiếm ổng. Chắc chắn sẽ gặp mà. Hôm qua ổng ở nhà chú Đinh, thì hôm nay ổng lãng vảng ở đâu đây thôi. Trời ơi, thôi vậy người ta chặn đầu ổng ở đây, người ta đón ổng đi. Nói như ông vậy chừng nào mới vào được. Thôi được rồi, ông ngồi đó chờ đi. Tôi đi tìm. Mai mốt đừng hòng xin xỏ gì hết á. Một cách tôi cũng cho lại nữa. Ông đi qua. Lại bà đi lại. Xin ông bố thí cho kẻ già nua bệnh tật này. Lại ông đi qua. Lại bà đi lại. Xin hãy bố thí cho kẻ già nua bệnh tật này chén cơm sống qua ngày. Và lại ông bà, xin hãy bố thí cho kẻ già nua bệnh tật này ngàn lần phước đức, vạn lần phước đức à. Đúng là ông rồi. Không sai chạy vào đâu được. Cảm ơn bà. Dạ. Em mở. Ăn đi, ông cứ tha hồ mà ăn. Nè, lão
Cảm ơn ông bà. Ông bà tốt bụng quá. Hết nấu nữa mà. Toàn hết nổi rồi. Tôi tốt lắm. Xin phép ông bà, tôi còn phải đi về nữa. Ê. Bộ dạ. Cảm ơn vậy rồi thôi hả? Dạ. Không có gì hết trơn hả? Quên. Còn mấy cái thức ăn dư này á mà nếu ông bà không có phiền á thì tôi xin phép mang về cho nhỏ cháu nó ăn. Được. Tạm biệt ông bà quá. Ăn nãy giờ nhiều quá trời rồi, đòi bữa về nhà nữa ăn sao? Được. Được mà. Cứ thoải mái. Ông bà, thiệt là tốt bụng quá. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp đó. Vợ chồng tôi vốn dĩ xưa nay nó vậy á, muốn xấu á mà không có được. Cảm ơn ông bà. Vợ chồng tôi tốt bụng, muốn từ trong trứng tốt ra. Mà ông cứ việc đem về cho dòng họ là thổ tiền ông ăn hết đi. Nếu mà thiếu lại đây lấy tiền. Nhiều đây thôi á, cũng đủ cho ông cháu tôi á tấm hơn 10 bữa đó. Thôi, xin phép ông bà tôi xin kiếu rồi. Ủa gì kỳ vậy? Ai biết. Ê cái bàn, đứng lại. Lại. Dạ chị vậy ông bà? Ông phải tắm. Tắm? Tắm xong đi ngủ. Ngủ? Tắm bằng nước sôi. Nước sôi? Ngủ thẳng cẳng một giấc thật dài. Nếu giữa đêm ông mắc tiểu, tôi sẽ cõng ông đi tiểu. Đốt sạch. Thôi, tôi không được đâu. Ê, chú Sáu à, không đâu mà. Đứng lại. Lâm, bơ người ta. Thôi, không được đâu. Thôi, không được đâu. Đừng có bắt tôi tắm nữa. Thôi, mà. Đừng có bắt tôi nữa. Mày chân này. Lẹo à, lẹo rồi. Thôi, mà. Tôi chưa. Thua. Mà tự động chua vô luôn. Chui vô. Chui vô. Chui. Ông bà làm gì vậy? Em với dầu cầu giang đông đình, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Buông tôi ra. Nằm xuống. Nổ. Vậy đang ngủ này. Đêm qua có ngủ được gì đâu. Trời ơi dẹp đi. Bố muốn có vàng sao ngủ hoài vậy? Vậy vàng hả? Vàng. Ông mày đâu? Ông mày đâu? Các bạn. Vậy. Dạ. Ông ăn rồi á, mời ông uống trà. Dạ. Ông bà làm tôi khó hiểu quá. Dạ. Uống xong rồi ông sẽ hiểu. Dạ. Nóng. Nóng quá. Bà lẹ lên coi. Bà bẻ lá gì kỳ vậy? Từ. Ông bà làm gì nữa vậy? Tôi không có tắm nữa đâu nghe. Tắm chi nữa? Lại biểu. Vậy ông mang cái lu ra đây làm gì? Thưởng. Thưởng? Tôi cái gì đâu thưởng? Nước mắt. Có gì đâu. Nước mắt của ông. Cái gì? Ông, cái chai dồ này tha hồ đập. Thôi má. Đập cái gì? Đập ông chứ đập cái gì? Trời đất. Ông bà định giết chết tôi ha?
Ông là thần tiên sao chết được, giỡn chơi hoài. Nhưng mà tôi có phải thần tiên đâu. Thôi đừng giỡn nữa cha. Tôi đâu có giỡn. Chắc ông bà lầm rồi. Thôi tôi đi về. Đứng lại. À, sao? Nè, ông bà làm gì vậy? Tôi có giỡn với ông nghe chưa? Bây giờ ông không tự đập ông được phải không? Được rồi, tôi đập ông. Nè, ông xuống. Nè, buông tôi ra, buông tôi ra. Giữ chặt ông. Ông bà làm gì vậy? Xong chưa? Chuẩn bị ra. Buông tôi ra, buông tôi ra. Một, bơ lại nó. Buông tôi dơi, buông tôi dơi. Bà đập bập mấy cánh chứ. Bà đập tiêu cái mông của tôi rồi. Sao? Sao? Bà này ổng. Tôi đập to. Buông tôi ra. Bà làm gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Trời ơi, đập nãy giờ chỉ mới hai giọt, biết chừng nào mới đẩy cái lu đây. Vậy thì đập, đập chừng nào cái lu đầy nước mắt thì thôi. À. Hey!